Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên buổi trưa của ngày 13 tháng 3 năm 2021 nha cả nhà nha. Thì đáng lẽ hôm nay sáng em lên sớm mà do bằng biểu đóng hàng của mấy cái đơn tối hôm qua, thành thử giờ này em lên hơi trễ. Thì sáng nay trên đăng trường quê Phú Thái của em cũng vừa về lại một số ít hàng trường những cả nhà. Hôm nay thì cuối tháng 8 cũng có rồi, mới về lại cái lô kia tím nha cả nhà. Tím này rất là đẹp nha, nhưng mà em chưa có thời gian nó phân đơn nha. Đó, nguyên một đống kỳ tím này, ai mua hàng ký thì bán giá 360 ký nha. 360 ký một ký bao ship, em không có thời gian nó phân hình. Đó, kiểu thì quá là đẹp nha cả nhà nha. Kiểu tím miền Trung nha cả nhà nha, kiểu tím miền Trung hay còn gọi là kiểu hồng nha cả nhà nha. Đó, rồi thì hôm nay có quế trắng tháng 8 này, rồi có một ít tam màu sắc nha cả nhà nha. Tam màu sắc hoa vàng rừng Bình Thuận nha, tam màu sắc quế nào tháng 4 thì quế tháng 4 là một loại nha cả nhà nha. Em còn mấy phần hạt đỉnh vàng này, còn ít đùi gà nguyên bản nha cả nhà nha. Rồi phượng vĩ nha, hôm nay về lại cái lô phượng vĩ rất là đẹp nha. Nói chung cây mùa này thì nó hơi bị mất nước, nhưng mà cây lá xếp nha cả nhà nha, lá xếp rất là đẹp. Cây đợt này cây nó cũng dài to nha, chiều dài nó tầm 70 phân nha, 6-70 phân nha cả nhà nha, 6-70 phân. Cây thì hàng cái lá xếp không nha cả nhà nha. Nói chung đó, nói chung cái dòng này thì cái ngọn này nó rất là dễ gãy nha cả nhà nha. Nhưng chứ còn chỉ có một số cây nó bị lỗi ngọn, nhưng mà sao nha, cái này về nó sẽ nảy cái thân khác ra lên nha cả nhà nha, lên trên đầu nó đi lên nha. Nói chung cái phượng vĩ thì mình nhiều lúc mình trồng cao quá thì mình cũng phải cắt bớt xuống cho nó nảy ở dưới lên nó mới đẹp nha. Đó, thành thử mình cũng không có vấn đề quan trọng lắm cái ngọn ở đâu cả nhà, điều nó nảy là hơi chậm hơn tí thôi. Đó, thì phượng vĩ nay về là được mấy phần nha cả nhà nha, hàng lá xếp cây dài rất đẹp nha. Rồi ít vẫy rồng nha cả nhà, thì đi nhanh từng hình này. Đầu tiên là hình số 1 có một dề vẫy rồng rất là to này, dề này 2 ký được cả nhà, nguyên bản dề đó, nguyên dề gì vẫy rồng. Vẫy rồng thì hoa cũng rất là đẹp nha cả nhà nha, hoa màu vàng cũng rất là tươi. Nguyên một dề này em để giá 258 này, 2 ký này, nói chung 1 ký chín 2 ký gì đó. Hình số 1 258 3 ship nha, tất cả những đơn hàng em đều 3 ship nha. Hình số 2 thì đây, nguyên một đóng vẫy rồng này, giá 133 ship nha. Hình số 2 nha. Rồi qua hình số 3 cũng vẫy rồng nha, loại này lá nó tím tím này cả nhà này. Đó, lá nó nhỏ nhỏ mà nó tím, nhưng cái này về nó hơi bé tí, em để rất là nhiều về đóng luôn, hơn chục về hôm nay nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 về đó, cái lá tím tím nha, rất là dễ thương nha. Cũng 130 bao ship nha. Hình số 3 nha. Hình số 4 cũng về nha cả nhà nha. Hình số 4 về lớn hơn thì lấy về hơn, này cũng lá tím tím cả nhà này. Hình số 4 thì có 7 về nha. Đó, cũng 130 bao ship nha, cũng tím tím này cả nhà này, đang nắng nhiều nha. Rồi đó là hình số 4. Hình số 5 thì có phường vĩ này, thì hôm nay cây đang rất là to nha, cây to cây dài thì em bán cái giá nó cũng nhích hơn mọi khi, nhưng mà cây nó ngắn hơn cả nhà nha. Đợt này em đặt mấy anh đi rừng là chặt cái dài tí, do có nhiều khách yêu cầu cây nó dài nên em đóng cái cây rất là, em chặt cây rất là dài, rất là nặng tí. Như cái đóng này thì mỗi phần nó là 13 cây nha cả nhà nha, 150 bao ship nha. Cây dài cây to nha, mọi khi em bán 15 cây bao ship, nhưng mà cây nó ngắn hơn mà cây nó không được đẹp như cái lô này nha. Đó, cũng có một số lỗ nó bị để như cái nhà nha, không sao nha, giờ nó nảy cây khác rồi nha. Mỗi phần là 150 bao ship nha, gồm có 13 cây, em được mấy phần đó. Hình số 5 nha. Qua số 6 thì con kỳ rưỡi giang thường tam màu sắc này cả nhà này, giang thường tam màu sắc hay gọi là quế nào tháng 4 tam màu sắc hoa vàng đường Bình Thuận nha. Cái đống này đống cây lớn đó, cây nó như thế này, dù đóng nha. Cái này là cái này con mới, nó chung con ít cây nhỏ mày đấy này, cây dài cây lớn. Nó những cây như vậy, còn đây đóng này nhỏ nhỏ này, dùng nhỏ nhỏ này, dùng nhỏ nhỏ chắc được mấy lạng đó. Thì nói chung là một cây rưỡi em bán hết đóng rồi luôn, cây rưỡi 220 bao ship nha. Hình số 6 nha, tam bao sắc nha, nhắn người tam bao sắc nha. Qua số 7 thì có một về hồng thả sáng này, có một về màu còn bán về nha. Về này để 173 ship nha, về này khá là to, nhưng về hồi sáng này nha cả nhà nha, 173 ship hình số 7 nha. Rồi hình số 8 thì công khúc đùi gà dẹp nguyên bản này,
khúc này rất là đẹp nha cả nhà nha. Ho thì cái đầu nụ rất là tím nha. Đó, khúc này để giá 173 ship nha, hình chữ 8 này, khúc này rất đẹp về cả nhà, mình treo thế này lên đây. Chỉ lên như này. Đó đây. Để mình đang ra lại đây đi trắng cả nhà này. Đó, khúc này mang liền mới cắt về. Rồi, hình số 8 này 173 ship, đùi gần nhưng bán. Còn chiều 9 này, đây khi khúc bự này, khúc này rất là to, rất là nặng, nhưng mà thân già cũng hơn nhiều như cái nhà nha. Nói chung thân già thì cái nhà cứ để im mình đừng có cắt nha, nó nảy bằng to con lên như cái nhà này. Rồi, khúc này để giá 200k 3 ship nha. Còn hai khúc đùi gà dẹp nguyên bản này. Đây đùi gà dẹp nha cả nhà nha, chứ không phải đùi gà tròn nha. Hình số 9 này 200k 3 ship nguyên khúc đó. Rồi qua số 10 thì có còn hai phần hạt đỉnh vàng này. Mỗi phần là 100.000 3 ship nha, hình số 10. Rồi qua hình 11 thì hôm nay với trang tháng 8. Cái này hàng là xếp cho cả nhà, một đống như vậy. Đó, nói chung cây mùa này thì nó không được tươi nha cả nhà nha. Em cũng nói trước cho cả nhà mình. Quy một đống như vậy. Rất là nhiều ngọn nha. Đó. Em để giá là 163 ship nha, hình số 11 nha. Nói chung em có 6 phần. 6 phần với trang tháng 8 mà với xếp nha cả nhà. Đây với xếp nha cả nhà nha, chứ không phải với lướt nha. Em có 6 phần, mỗi phần là 163 ship nha, rất là nhiều cây nha. Đó. Em có hôm nay còn 6 phần. Rồi. Đó là 11 nha. Rồi bắt đầu qua 12. Hình 12 thì đây. Cũng có trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Đây có một về luôn. Nói chung là nguyên một cẩm luôn. Ô, cái này nó bứt ra mà rồi. Có một cây này thì bứt ra rồi. Nó dính hết trong đây luôn cả nhà nha. Nguyên một về này. Nằm là tầm 7-8 ngọn rồi đó cả nhà. Về qua trắng tháng 8 đó. Còn con thì lên rất là nhiều nha, cả chục còn hơn chục ngọn đây nha cả nhà nha. Có một ngọn nhỏ nhỏ đây nó bị tách ra sao cả nhà, thì cứ cột cho nó dính như lại luôn. Ngọn bé, ngọn nó cũng bé. Rồi giờ này em để giá 300k 3 ship hình số 12 nha, quý một về này. Rất là to. Đó, quý một về gì, một lùm gì luôn. Cái mẹ của nó dài chắc phải 1 mét á, gần cong thấy cong. 3-4 ngọn mẹ, còn con thì rất là nhiều luôn. Hình số 12 là 300k nha cả nhà nha. Qua số 13 thì cũng với trắng tháng 8 này, hình này để giá 280 này, 3 ship nha. Một cây này, ngọn này, ngọn dài nha cả nhà nha. Một ngọn đây, ngọn hai ngọn đó. Hai này. Đây một ngọn đó. Ba này. Đây một ngọn đó. Bốn này. Đây một ngọn này. Năm này. Đây một ngọn đó này. Sáu này. Và đây một ngọn đó là bảy. Nói chung bảy ngọn. Nói chung em nói trước là cái quế này hả? Quế tháng 8 của em lên bên đây nắng nha, cây nó lá nó hơi thiếu nha, đó, nó nhăn nhăn như thế này nha cả nhà nha. Đó, nói chung là cũng không đến mức độ mà nó khô luôn mà cả nhà nha. Đó, cây nó như thế này. Đó. Thì em cũng nói trước là cái cây mùa em thì vùng này nó, vùng em mùa này thì nó như vậy nha cả nhà nha. Nên cả nhà mình lưu ý trước khi đặt hàng cho em nha. Nhớ mình nè. Nhiều lúc gửi đến cả nhà mình đi 3 ngày á, tới tay cả nhà mà cả nhà chơi hiếu rồi nó không nhận hàng thì cũng tội. Em cũng đã nói trước trên live này rồi đó. Thì mỗi hình số 13 này 283 ship nha, gồm có 7 cây nha. Rồi qua hình số 14 thì cũng có trang tháng 8 để 300k này, 3 ship nha. Một ngọn này đó, hai ngọn này. Chiều dài của cái ngọn này tập 30 phân nha cả nhà nha. Đây cái này ngọn là 3 ngọn này. Cái ngọn này ngọn 4 ngọn này. Còn đây ngọn dài còn 3-4 phân nha cả nhà nha. Đây ngọn nó 5 ngọn này. 5 ngọn dài như thế này. Đó. Thì 300k 3 ship hình số 14 nha. Quê trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Đó. 5 ngọn như thế. Rồi qua hình số 15. Hình số 15 thì em cũng 300k 3 ship nha. Cũng quay trắng tháng 8 nha. Có một ngọn này. Đây ngọn lên 2 này. Đây ngọn nó là 3 này. Đây ngọn nó là 4 này. Rồi đây ngọn nó 5 nha. Còn dài những cái nhà nha. Đó. 5 ngọn như thế này. 300k 3 ship. Quay trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Đó. Một đống đó. Hình số 16, hình số 16 thì này để 250k 3 ship nha. Một cây này. Hai cây này.
3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này. Được. 6 cây này lấy giá 250k bao ship nha. Thì em cũng xin nói trước cho nhà cái quế tháng 8 cái dòng lá lướt đó cả nhà. Nó rất giống với lại cái tam bao sắc. Nhiều lúc cô chú anh chị mà mình không biết á, cứ nói là em gửi tam bao sắc nhưng mà không phải đâu cả nhà nha. Em bảo hành là quế trắng tháng 8 là quế trắng tháng 8 nha. Cái tam bao sắc là cái lá nó cũng khác nha. Nói chung là mình nhìn mình lấy nhiều mình va chạm nhiều mình mới dễ phát hiện ra được cái tam bao sắc với lại cái quế trắng tháng 8 lá lướt nha. Cái nhiều của chú anh chị mình mới thấy lần đầu á, về cả nhà mình cứ nhầm là cây tam bao sắc với lại cây quế lá lướt nha cả nhà nha. Hai cái đấy nó khác hoàn toàn nha cả nhà nha. Đó, em cũng xin lưu ý cả nhà mình vậy. Rồi, đó là hình số 16 là 250 3 chip nha, phần 1 2 3 4 5 6 ngọn nha cả nhà nha. Đó. Hình số 17 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng 250 3 chip nha. Một ngọn này. Đây một về 3 ngọn nữa này, 2 này. Đây một ngọn nó là 3 này. Đây một ngọn rất là dài, 2 ngọn này, 1 mẹ 2 con này. 4 này. Đây cũng 1 mẹ 2 này. 2 ngọn này, một cây 2 ngọn này. Là 5. Đó, một đống như thế này. 250k 3 chiếc hình số 17 nha. Rồi, qua hình số 18 thì em có 2 dược kiều. Giờ này em để giá 280 3 chiếc nha, hình số đây, hình số 18 đây, hình số 18 thì có một dừa rất là to này. Chiều dài của nó tầm từ 6 đến 70 phân nha cả nhà nha. Con này rất là bự nha. Con nào con lấy rất là bự. Cái một dừa đây. Cái dừa này là một cái 8 một cái 9 nha cả nhà nha. Đó. Rất là nặng cái dừa này thì em để giá 750 ship nha, một cái 9 nha. Đó, nhưng một dừa thân nó rất là dài. Thân rất là to. Thân kiếm điều luôn nha cả nhà nha. Lá như thế này. Đó, thân lá là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 thân lá nha. Còn mấy cái thân này thì nó bị rụng lá. Đó, em vẫn để cho nó khai sức nuôi 18 19 thân lá gì cả nhà nha. Rồi cái giờ này là em để giá là 700k 3 chiếc nha, 1 cái 9 nha. Như giờ 1 cái 9 thôi nha. Rồi hình này là hình số 18 nha cả nhà nha. Thì hôm nay em có được 18 hình. Lại kiều tím này, kiều tím này thì em phân hàng ký nha. Hôm sáng này em có thời gian để em phân đơn thì em lấy hàng ký nè. Kiều này rất là đẹp nha cả nhà, kiều thì bao phê cho cả nhà mình. Cắt chỉ còn gà luôn. Ai muốn mua hàng thân dài thì nói em, mà muốn mua hàng thân ngắn thì báo em nha. Em lựa ra em cân cho. Kiều rất là đẹp. Kiều này là em nói trước mình nhà, cái kiều này là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nha cả nhà nha. Cái nhà mình lưu ý giúp em, không phải là cái kiều tím ở vùng ở ngoài Bắc, ở vùng Yên Bái đâu. Cái vùng đó thì kiều nó rất là giá trị, nó rất là cao tiền. Đó. Rồi thì clip sáng trưa hôm nay thì em được bao nhiêu hình đó, cả nhà mình ủng hộ em được đâu nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào clip chiều nay ạ. Khả năng chiều nay em sẽ lên clip nữa ạ. Rồi em chào tất cả mọi người ạ.